Ngày 24 tháng 8, sau lễ bốc thăm AFC Champions League năm 2023 đến năm 2024, câu lạc bộ Hà Nội FC rơi vào bảng G khu vực Đông Á, cùng các đối thủ gồm nhà vô địch Super League của Trung Quốc câu lạc bộ Ulsan Teritao, câu lạc bộ Pohang Steelers, Hàn Quốc, và Urawa Red Diamond, Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Hà Nội FC được góp mặt ở vòng bảng AFC Champions League. Vào các năm 2014, 2015, 2016, 2017 và 2019, đội bóng thủ đô đều dừng bước ở vòng playoff. Mục tiêu của huấn luyện viên Božidar Bandović là đội Hà Nội càng đi sâu càng tốt. Năm 2022, khi mới dẫn dắt đội Hà Nội, nhà cầm quân 53 tuổi người Montenegro này đã đặt tham vọng giúp câu lạc bộ tiến đến sân chơi châu lục, cạnh tranh ở các giải lớn như AFC Champions League. Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết, chúng tôi chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà tại AFC Champions League. Đội Hà Nội sẽ cố gắng cống hiến những trận đấu hay, những pha bóng đẹp gửi đến khán giả, tạo nên những hình ảnh ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế. Bầu hiển chắc chắn sẽ thưởng lớn cho đội nếu đạt thành tích tốt. Còn tại vòng bảng AFC Cup, câu lạc bộ Hải Phòng ở bảng H cùng câu lạc bộ Sabah, Malaysia, PSM Makassar, Indonesia và Hougang United, Singapore. Điều đáng chú ý, dẫn dắt câu lạc bộ Sabah là gương mặt khá quen thuộc huấn luyện viên Ong Kim Suit, người từng có nhiều năm dẫn dắt các đội tuyển trẻ và đội tuyển Malaysia. Ông Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ chuẩn bị thật tốt cả về chuyên môn lẫn tâm lý để giành kết quả khả quan trước các đối thủ cùng khu vực. Vòng bảng AFC Champions League thi đấu từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 13 tháng 12, còn AFC Cup diễn ra từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 14 tháng 12. Vòng knockout cả hai giải đều diễn ra từ giữa tháng 2 năm 2024.